Hello, xin chào tất cả các đồng thủ. Cũng khá là lâu rồi mới quay trở lại series là hỏi đáp cùng với thầy Thảo. Nay là số thứ hình như là 17 đúng không anh? Quá lâu rồi. Quá lâu luôn rồi đó. Thì hôm nay đầu tháng mình có tầm khoảng 4 câu hỏi đặt ra cho anh Thảo. Những cái câu này nó chiêu chiêu thôi, nó không có hóc búa như trước đây. Hết hồn chứ không. Chứ hồi nghe đó 4 câu hỏi hết hồn. Chứ hồi đó nhiều khi làm có 2 câu thôi là thấy thứ hự thì nay là 4 câu. Rồi, bắt đầu nhá. Câu hỏi đầu tiên, bạn này hỏi anh là em đánh cầu vào cạnh vợt, cạch vợt nhiều có ảnh hưởng gì đến vợt không ạ? Mong thầy Thảo và anh Phương giải đáp. Là có nghĩa bạn, câu hỏi của bạn này là bạn này đánh cầu mà bị trúng vào cái cạnh vợt nhiều, cạch vợt cạch nhiều á, thì cái vợt có bị ảnh hưởng gì không? Theo Phương là có. Có chứ anh, rõ ràng chứ. Đây là đánh là có cái đế cầu nó tác động vào cái vợt, mặc dù không có như là vợt chạm vợt nhưng mà chắc chắn là nó sẽ có tác động lâu dài. Nói nhiều khi bạn sẽ không tin, cái cây vợt của bạn mà tróc thịt á, tróc sơn á, là đa phần là do cái diện cạch đó. Và cái cạch đó thông thường là nó sẽ nằm ở trên đỉnh vợt. Và đó lại là một trong những nơi chịu lực yếu nhất á. Có nghĩa là khi mà càng lên cao, cái vợt mình càng lên cao á, nó càng được tác mỏng để mà tạo cái độ mà gọi là tốc độ nó bay trong không khí á. Thấy không? Thành ra là ở dưới là nó sẽ dày, bắt đầu lên là nó mỏng dần. Thì thường thường ở dưới cái chỗ khớp dưới tên nó dày là cho cái vợt nó giảm rung các bạn. Còn ở trên đầu vợt là phải làm để nó phát mỏng đi, nó tốc độ ra vợt nó nhanh. Ra vợt nhanh, nó đi trong không khí nó nhanh đó. Ở khu vực đó, thứ nhất là nó mỏng, thứ hai là nó chịu lực nhiều. Tại vì tất cả các mối đan, bây giờ bạn đang 4 nút, 2 nút, 4 nút thì chắc chắn luôn luôn ở trên đó sẽ có một nút là như là nó sẽ chịu lực căng vợt trên đó. Cái thứ ba nữa, một cái quan trọng nữa là thông thường mà để mà cặp vợt khu vực phía trên, khu vực đó các bạn tụi mạnh luôn đập cầu á. Đúng rồi, thường đập cầu mới cặp. Và tôi cũng đã từng ra đi khoảng 2 cây đi đánh ở những sân lạ, mình chưa quen cái không gian thì tự nhiên cái cạch mà lực tay mình vô mạnh nữa là gãy luôn á. Nên thành ra bạn nói là có tác hại gì hay không thì mình kêu là có, nhưng mà nó thuộc về lâu về dài. Hoặc tay bạn quá khỏe và vợt đó là quá yếu, hoặc là kiểu như khi mà cá nhân mình khi mà các bạn đánh mà bạn cạch vô mà bị bốn cái góc chịu lực ở trên cái khung vợt thì khả năng gãy nó sẽ cao. Bốn cái góc là theo dạng là bốn cái góc chéo, bởi vì đan dây chéo nhiều các bạn, nên là bốn cái góc nó sẽ ốp nhiều nhất, và bốn cái góc là cái bốn góc chịu tải lực căng nhất. Nên thành ra các bạn cố gắng giùm mình là kỹ thuật này nọ mọi thứ cho nó chuẩn vô. Mấy cái chuyện cạch đó các bạn nghĩ không sao, thật sự nó có đó. Rồi, câu hỏi thứ hai cũng là một câu hỏi rất là thú vị luôn. Giáo sư Thảo, giáo sư cho con hỏi ạ, nếu như để một cây vợt ở một nơi mà có gió lạnh thường xuyên tản nhiệt độ lạnh vào, cái này chắc nghĩ là để trong máy lạnh nè. Ví dụ như điều hòa thì có hiện tượng bị co giãn vợt không ạ? Để ở ngoài trời nắng nóng thì cũng có sao không ạ? Mong giáo sư giải thích. Nếu mà để trả lời đúng thì mấy cái vợt dòng giá rẻ carbon ít thì tôi nghĩ là cái hiện tượng tác dụng nhiệt, tác động của nhiệt độ, tác động nhiệt độ nó sẽ có, nhưng mà hiện tại các đa phần dòng vợt mình là đều hình như là 100% carbon hết. Dạ đúng rồi, carbon pha xin, đúng rồi, pha thêm niken, pha thêm những cái đồ mà ấy thì tôi nói, nên thành ra tôi nghĩ là vấn đề chịu nhiệt độ nó cũng đã cao hơn trước. Còn cái chuyện bạn nói mà nếu mà cây vợt bạn đi quên ngoài nắng đi, nắng nóng quá, nắng nóng đi rồi bạn đem vô bạn tạt nước lạnh vô á, thì nếu mà cái đó mà bạn cố tình á, đúng không, thì vợt làm bằng kim cương còn hư chứ không còn dây âm ba vợt này. đúng. Kim cương còn hư, nhưng mà còn để mà để vợt ngoài nắng nóng cũng có thôi, hoặc là để vợt trong máy lạnh, nhưng mà tôi nghĩ trong máy lạnh thì cũng chả sao đâu. Dạ, tại nhiệt độ nó nằm ở trong cái mức cho phép rồi. Nhiệt độ đó mà trong điều hòa thì mình thường nếu mà tối đa tầm 16 độ, mà ngoài nắng nóng quá thì cũng đâu đó khoảng ba mấy độ thôi, nó cũng không có chênh lệch không nhiều. Không nhớ đâu, với lại carbon nó cũng chịu nhiệt tốt. Đúng rồi, carbon thì các ngày hồi xưa mình học là carbon là nguyên tố cứng nhất mà. À, các bạn sợ nóng sợ lạnh đúng không? Ừ. Nhưng mà cái chuyện mà ướt nó quan trọng hơn. Ở đây ông nào xài ba lô ha, đặc biệt xài ba lô mà đi trời mưa mà không để ý mà để mà vợt nó bị ướt á, thứ nhất là nó xuống chỗ quấn cái, rồi vô những chỗ lỗ gen cướp. Rồi thêm nữa một cái vấn đề nữa là nếu mà ở cái phần đó mà nó có cái tróc sơn là loại cái lộ đẹp phần đen đen các phần ra, đó thì cái đó mới là cái vấn đề. Tại vì nước mưa là cũng nó cũng đập các bạn nha. Cái đó là vấn đề, nên thành ra là bạn khoan cái chuyện nóng lạnh này, bạn hãy bảo quản vợt mình tốt trước. Thường với các bạn mà mang ba lô á, chúng ta để mà chìa cái cán vợt chúng ta ra bên ngoài á, thì các bạn lưu ý là các bạn nên sắm thêm cho mình những cái bao mà để bọc cái cán bọc vợt, bọc vợt bằng cái vải dù á nha. Nhưng mà vải dù mà chống nước á, nhất là phần cán gỗ. Đúng rồi, cán gỗ thì đa số cán gỗ nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng vô, sợ nhất là phần cán gỗ nó thấm vô, rồi tại vì phần cán gỗ với phần cái mũ chụp á, nó không phải là cái liên kết nguyên ấy như
nó là rời mà. Dạ. Yeah. Nó sẽ bị mục các bạn nha. Câu thứ ba đó chính là cho em hỏi nếu mình độ gen linin chống lún cho vợt mà nếu vợt gãy thì em tháo cái gen chống lún đó ra để thay cho vợt khác được không? Với trường hợp là gen chống lún khá mới. Gen chống lún thì nó nếu mà nó thật sự nha. Tôi không biết. Thật sự luôn, tại đó giờ tôi đâu có nghĩa là cây vợt của tôi đâu có xài tới mức độ mà gen chống lún. Nhưng mà có cây tôi một cây ly chung quay từ thời điểm đó tôi mới biết thế nào gọi là gen chống lún. Dạ. Ui nó bự hơn hẳn so với những cái ông kia. Độ vô cái là hai cây vợt nó nặng đầu hơn hẳn. À, nó bự nó to và như nó còn khác màu. Lúc đó tôi đúng còn rồi. Lấy cái khác màu tôi lấy màu đỏ rồi đấy. Màu đỏ màu cam đó. Ừ. Thì tôi nghĩ là với những cái gen đó thì nó đi theo cặp. Cái dạ. hai cái một chung là với tôi thì cái đó cũng được thôi, không sao hết, nhưng mà phải tùy vô vợt cái lỗ gen nó phù hợp hay không. Đúng không? Tại vì đúng nhiều rồi. Khi có những cái vợt có cái lỗ này lỗ kia nhưng mà nó lại xích hơn miếng thì, nhưng mà bạn có thể thử. Cá nhân mình ở đây á, nếu mà bạn này mà cho lời khuyên á thì mình nghĩ là bạn nên mang cái vợt của mình ra tiệm để họ xử lý thì nó sẽ tốt hơn. Cái quy trình mà các bạn mà tháo cái gen ra các bạn lắp rồi các bạn thay cái gen cũ của cái vợt các bạn muốn thay vô rồi các bạn lắp cái gen vô nó rất là kỳ công nha. Bạn mà không biết tháo là bạn tháo là cái vợt nó sẽ bị chạy. Nên là thành ra là bạn nó có cái dụng cụ cái đồ cục nhỏ nhỏ đúng rồi. Gì đúng không? Đúng rồi, nên là bạn nên cái dùi shop. Cái bạn dùi nên là shop để mình thay thì nó sẽ được tối ưu nhất á. Câu hỏi thứ tư đó chính là anh ơi cho em hỏi máy căn cơ với máy điện tử cái nào tốt hơn vậy anh? Nói chung là máy căn cơ ngày xưa là máy căn cơ chạy bằng cơm. Chạy bằng quay cơm. Cái tay không. Không phải anh lấy cái tay kéo nè. Đúng rồi. À, lấy cái tay kéo luôn hả? Sỏ là lấy tay kéo à, chốt lại như ngày xưa kìa. À nếu mà hiện tại em thấy là kiểu hiện tại là rồi, quay tiếp, đúng quay, rồi quay. Tiếp theo là máy căn cơ mà bắt đầu quay đúng rồi à, máy căn cơ quay. Yeah. Rồi bây giờ máy điện tử là cứ lên cứ kẹp lại cái nhấn nút e đúng không? Đặt cái cọng dây vô. Thì nói chung cái kéo. À, tôi đang nói như thế là bởi vì ngày xưa là còn chạy xe ngựa xe đồ, sau đó là mới tới xe đạp. Xe đạp xong rồi bắt đầu mới tới xe máy rồi bắt đầu mới tới ô tô rồi mới tới máy bay. Thì cái ví dụ thì nói về cái máy cân điện tử của mình là đang dùng từ là máy bay đi. Nó là hiện đại nhất rồi. Nên thành ra nếu mà so giữa căn cơ cái điện tử thì chắc chắn điện tử nó sẽ có rất nhiều ưu điểm hơn. Có một số nhận định là thời điểm mà máy điện cân điện tử vừa ra đời đầu, cái khi mà em quay bằng máy cơ á thì lúc em kẹp cái lưới vô rồi em xỏ lưới vô rồi em kẹp vô lại thì bắt đầu em quay em kéo rồi một bên là nhấn cái nút cái cặp e nó chạy luôn. Thì nói là khi mà máy căn cơ là cái cọng lưới các bạn sẽ được giãn ra từ từ và đúng của ấy hơn. À giãn đều hơn. Giãn đều hơn, nghĩa là cái cọng cước của bạn, các bạn khi bạn ấy xong nó sẽ được kiểu giống như là nó được kéo căng từ từ chứ không phải cái kịch. À. Đó, nó kiểu vậy thì nó sẽ là bảo vệ cho khung vợt hơn, cái kiểu mặt vợt hơn này nọ nhiều đồ cái kiểu đó cũng hợp lý rồi đúng không? Dạ, đúng. Tại rồi. Nghĩa cũng hợp lý, nghĩa là cũng đang mặt vợt mà cái kịch đương nhiên nó phải tác động lực vô trong cái rồi. Trong cái máy cơ điện tử nó hình như là nó có cái chế độ rồi là kéo giãn dây 30% đúng không? Dạ. Dạ. Cái gì anh Thảo nói hồi nãy là mình cũng biết một phần, tại hồi xưa mình có đi học là thầy hay dạng căng máy căn cơ các bạn. Là mình biết theo dạng là hồi xưa là căng máy căn cơ bạn kéo đều từ ra, có nhiều người nói là căng máy căn cơ quýnh ngon hơn bởi vì cái cọng dây cước á là nó sẽ giãn đều ra và nó giãn từ từ đều cái cọng dây ra luôn. Còn với máy căng điện tử á, đặt cái cọng dây vào bấm cái phập cái là máy nó tự kéo hết, vậy là nó kéo rất là nhanh nên thành ra cái cọng dây nó chưa đủ cái độ giãn. Nhưng cái máy căng điện tử nó có thêm một cái chế độ làm giãn dây luôn, là nó sẽ theo dạng nó có 5%, 10%, thậm chí là 20% có luôn, là nó sẽ trả cái cọng dây của bạn về xong nó kéo thêm cái 5% nữa. Là ví dụ như cái lực căng của bạn là 30 pound đi, là nó kéo thêm 5% của 30 pound nữa là 1.5 pound nữa, nó sẽ kéo thêm cái nữa để cho cái cọng dây nó giãn ra luôn. Mình đảm bảo luôn, nó bạn sẽ bị một cái là khi mà các bạn căng vợt căng lưới xong, khi mà các bạn ra các bạn đánh các bạn thấy là nó kỳ kỳ, nhưng mà khi mà các bạn đánh hồi thì các bạn thấy cước nó giãn đều ra, các bạn đánh mới ngon đó. Thì cái đó mà căng kéo thêm thì nó sẽ như vậy. Thì chốt lại này là máy căng điện tử tốt hơn bạn nha. Chắc chắn rồi. Dạ. À, một cái câu hỏi của bạn này ở cái clip mà chuột rút, đó chính là bạn này là bạn Conan nha. Thanh thử lần danh vô. Blessing anh Thảo. Bạn này comment là không nghe cách sơ cứu khi bị chuột rút. À, cái clip sơ cứu là mình chỉ nói về vấn đề rồi xử lý cái thôi chứ không nghe cách sơ cứu. Clip hỏi đáp về dạ, vấn đề mà khi bị chuột rút này nó kiểu rồi, đúng không? Đúng rồi. Không nghe cách sơ cứu hả? Ờ. Nên phải nhớ một cái là cái chuyện bị chuột rút nó không phải là chấn thương. Dạ. Chấn thương ở đây nghĩa là sáng bằng chấn thương, chiều bằng khỏi quýnh, bằng nghỉ luôn, khỏi giải rồi đó. Còn cái chuột rút này nó chỉ là một cái biểu hiện, một cái trạng thái hoạt động của cơ bắp, của cơ thể mình thôi. Dạ. Nên thành ra cái chuyện sáng mà mình chuột rút, chiều tối mà bạn được nghỉ ngơi rồi bạn vô quýnh vẫn được mà. Còn nếu mà nó thật sự cái cách sơ cứu, tôi nói thẳng cách sơ cứu tốt nhất khi chuột rút đó là nghỉ. Tôi nói thiệt đó. Yeah. là nghỉ mà bây giờ mấy bạn kêu giờ sơ cứu băng bó là đi quýnh đúng không, tôi cho bạn quýnh luôn cũng được, nhưng mà thật sự bạn đã bị chuột rút rồi á, bạn cố lắm cùng lắm thì cũng chỉ được vài điểm thôi. Hoặc là bạn vẫn quýnh tiếp tục được, nghĩa là chứng tỏ bạn không phải bị chuột rút.
Nó chỉ mới căng cơ thôi chứ chưa bị chuột rút. Dạ. Yeah. Còn đã bị chuột rút rồi bạn không đánh khoảng tầm 2-3 phút thì thấy cái cơ nó chạy lên được. Ừ. Bắt đầu cái mấy bạn sẽ làm gì không? Tôi thấy nhiều lắm. Lấy cọng dây này dây kia bó lại rồi đánh tét. Thì thời điểm đó có thể mấy bạn bắt đầu chỉ là mới bị căng cứng cơ chứ chưa phải bị chuột rút lắm. À, cái lúc đó là bị căng cơ thôi các bạn nha. Căng cứng cơ là cái giai đoạn đầu thì bắt đầu là mấy bạn bó cái khúc làm như đầu bánh tét, bó ngay đoạn cơ lại để giống như là cái cơ bắp nó đừng có vượt quá cái biên độ vận động của cơ. Cái để mà sinh lực ra nhờ cái chuyển động mà co rút của cơ. Ừ. Thì mới sinh ra, ví dụ cơ co là sinh cong nè. Ừ. Nè, em cầm nắm giùm co vô là cơ đang co lại. Ừ. Em nhả ra là cơ duỗi nè. Đó. Thì để mà em làm để mà vận động thì tất cả đều như vậy. Bây giờ nhả ra, co vô, nhả ra cái tự nhiên nó dài quá, cơ đang mệt nó vô không nổi. Nó cứng ngắc ngay đó. Nên thành ra là với tôi á, mấy bạn mà càng cố mà bó như vậy á, đầu tiên là sẽ bị rút ở bắp chuối nè, tiếp theo lên tới đùi, đúng không? Lên tới bụng là sao hết phim. Lên tới bụng thì cấp cứu. Và thông thường từ từ bắp chuối lên đùi lên bụng mà vẫn trong trạng thái hoạt động cường độ cao. Dạ. Yeah. Chưa tới 5 phút, thật sự chưa tới 5 phút. Dạ. Yeah. Nếu bạn cố. Nên thành ra với tôi cái chuyện mà sơ cứu này với tôi không có đâu. Dạ. Yeah. Tôi không thể nào mà bày mấy bạn cái cách mà cột cơ, cột cái đầu cơ lại, cột đầu cơ lại này nọ. Thứ nhất là máu không lưu thông, thứ hai là nó chỉ giúp bạn là giống như là hồi quang phản chiếu được miếng tăng điểm hai điểm là ok. Ừ. Tôi chấp nhận chứ. Ừ. Còn mà kêu mà mới giữa sách ba mà chuột rút mà kêu quýnh cố rồi thôi, tới giờ mà chuột rút lên cái tới bụng á, cái nhịp thở, cái cơ hoành của bạn lúc nào nó cũng đập. Ừ. Phải dùng bụng á, thở ra thích vô là cái bụng mình cứ lên xuống nè, nó cứ rút vô đó và nó ép vô nội tạng của bạn là bạn càng đau và càng mệt, có thể dẫn tới những cái tình trạng sốc phản vệ đủ thứ hết. Nên thành ra tôi không có chỉ ngu được. Ừ. Thật sự nha, tôi chỉ khuyên các bạn câu là trước khi quýnh giải, trước khi vận động là gì đó, mấy bạn phải có tập luyện dựa vô cái sức của mình. Ừ. Hôm nay bình thường quýnh 2 set 3 set, hôm nay vui quá quýnh 5 set để bị chuột rút là thôi thua. Ừ. Đúng không? Ừ. Quýnh 2 set 3 set rồi quýnh đều lên, quýnh tới 5 set đi. Ừ. Chẳng hạn vậy, đầu tiên phải ngủ nè. Ừ. ngủ đủ giấc rồi ăn uống đủ nước rồi ăn uống đủ chất cái. Ừ. Kiểu rồi khởi động thật kỹ. Ừ. Vô đánh mình bù nước bù khoáng, nghĩa là bù khoáng cái kiểu cho nó hết. Rồi tới lúc mà quýnh mệt quá rồi bị chuột rút thì thôi. Ừ. Ngưng đi. Bữa đó mình trước đó mình đã làm quá tốt rồi mọi thứ rồi. Ừ. Ừ, thì tới đó cơ thể thì giờ sức người ta trâu hơn mình mà chưa người ta đu bám da thì là người ta hơn mình về cái sức thể lực, thì giờ mình về mà tập thể lực thêm chứ. Ừ. Còn bây giờ tôi không thể nào mà bày các bạn cái cách sơ cứu theo kiểu mà đó là hại các bạn rồi. Ừ. Thực sự. Dạ rồi, vừa rồi là 5 câu hỏi khá là thú vị, nãy 4 câu thôi, Bon nói thêm câu cuối luôn. Đại Thảo đâu biết nãy giờ nói mấy câu. Nói chung là thấy mấy câu hỏi này cũng dạng chiêu chiêu. Dạ, anh. Dạ. Em giải trí đầu tháng. Dạ rồi, ok. Thì nếu các bạn thấy video này hay, bổ ích thì nhớ like lại cho thầy Thảo, Sĩ Phương cùng với team Minh B một like một đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. À, các bạn có những cái câu hỏi thú vị nào thì các bạn cứ thoải mái comment bên dưới, tụi mình sẽ lên video và giải đáp cho các bạn luôn nha. Bye bye.